Hoa sữa Lisa rất vui được gặp lại cả nhà mình trong buổi tối bán hôm nay ha. Hôm nay thì bên em giới thiệu cho mình tham khảo là 22 cây sứ ghép và gốc riêng luôn. Trong video này thì cây ghép một màu có, ghép nhiều màu cũng có luôn ha. Em bán bao ship nguyên chậu hàng giao tận nhà cho mình, gửi hàng đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện ạ. Khách mua một lượng 10 cây em tặng cho mình một cây làm quà. Rồi mình đến với cây số 1. Số 1 một gốc riêng. Gốc riêng cây cái dạng dáng bay ha. Dáng thì dạng dáng bay, củ thì hình hơi quái quái nè. Gốc riêng hoành củ là 68. Hoa ba lớp màu hồng tên kỳ duyên. Cây mình đang nụ như hình. Giống này thì hoa rất là rộ ha. Cây riêng 500 ngàn bao ship nguyên chậu cho mình. Rồi tiếp số 2. Số 2 là cây ghép hoa vân huế 7 hai lớp màu hồng. Đây, vân huế 7 hai lớp màu hồng nha. Cây tàn bung rộng tựa khá là dài. Cây mình ghép 10 bo, giá là 400 ngàn. Hoành củ là 71. Củ thì dạng củ tròn mà xa xa nó đi một tép như thế này, nó kết nối lại với nhau thành một cái củ nha. Nói chung cái củ này mình cứ mường tượng giống như là cái hình củ tỏi mình, nó phân củ tỏi nó tròn mà nó có nhiều tép đó nha. Cái củ kiểu như dáng như vậy đó. 400 ngàn. Số 3. Số 3 cây ghép 2 tầng 2 màu cho mình luôn. Cái tầng thấp này nè. Cái Zanda 5 cánh nền vàng cam và đỏ. Giống này siêu rộ luôn, hoa thơm. Em nói rộ hay không, chỉ cần mình nhìn cái dàn nụ của nó thôi là mình biết cái hoa mình nó rộ cỡ mức độ nào rồi ha. Và cái tầng cao là vân ngọc 5 cánh màu đỏ viền trắng. Giống này xây hoa to. Hoành cũ của cây mình là 63, chiều cao của nó là 9 tấc. 300 ngàn ghép 7 bo 2 giống. Đây mình xem lại từ trên xuống giùm em. Ghép 2 tầng. Mình thấy cái tầng thấp đây là Zanda đang nụ như hình. Cái tầng cao thì mới chấm nụ nhỏ. Số 4. Số 4 là Sĩ Thư 1, củ rất là già luôn. Cây này hoành củ của nó cái ngưỡng cỡ ngoài 60. Hoa ba lớp màu trắng thiền hồng tên là Sĩ Thư 1. Giống này thì khách nào mới tập tành chơi thì chọn cái giống này. Nó rất là dễ chăm sóc luôn và cái độ rộ của hoa rất là mạnh. Đây, mình thấy hoa thực tế luôn đây, mới vừa bung nhẹ này nha. Cái giống này là từng một thời rất là hot luôn á. Đây mình thấy tựa dài tán bung rộng củ già, ghép 4 bo 250 ngàn. Nói chung cái cây này khách mới tập chơi mình chọn cây này thì rất là ổn. Củ thì già, ít có sợ bị thối. Mà mình thấy là tựa dài tàn tựa đã làm sẵn luôn, tàn tròn nhìn rất là đẹp nha. Hoa thì dễ chăm nữa. 250 ngàn Sĩ Thư 1. Tiếp số 5. Số 5 là Ferrari, ba lớp nền trắng viền đỏ cánh nhọn. Ferrari nhìn cái tàn nó là tuyệt vời luôn. Cái tàn cây này kia bằng nhìn trên cả tuyệt vời. Củ thì ăn củ tròn, củ già, hoành củ 67, ghép 17 bo, 450 ngàn. Số 6. Số 6 mình đến với cây ghép 2 giống 2 màu. Quyết Thắng, ba lớp màu đỏ đậm. Còn cái nụ vàng, đây là Reti Lady, ba lớp màu vàng tươi cho hoa thơm. Cây ghép 2 tầng, tầng thấp màu đỏ, tầng cao là màu vàng nha. Ghép tổng là 9 bo, củ dạng củ tròn, củ già, 450 ngàn. Số 7. Số 7 là cây ghép 2 giống 2 màu. Cây này là củ nhìn rất là đẹp, củ dạng cơ bắp đây. Em ra phía sau cho mình xem. Cái màu vàng vàng này là có ánh nắng nó chói. Cây này to cao lắm. Cao của nó là tầm khoảng 1m3, 1m4 gì luôn á. Tính từ đáy chậu lên đến ngọn cây ha. Ghép 2 màu, cây ghép tổng 9 bo. Mà trong đây là có 3 bo của Liberty. Liberty 2 lớp màu hồng gân đỏ. Đây, 3 bo là đây một nhánh là màu hồng nè. Rồi kế đây. Và kế đây một nhánh. Màu hồng ghép xoay chung quanh bên ngoài nha. Còn cái chính giữa nè. À, Ngọc Hiển 5 cánh màu vàng. Đây Ngọc Hiển 5 cánh màu vàng. Ngọc Hiển thì nó mới nở ra thì nó vàng nhạt nhạt. Nó hấp thu ánh sáng được tầm cỡ 1-2 ngày thì hoa nó sẽ bắt đầu vàng đậm lên. Rồi cây ghép 2 giống 2 màu Liberty với Ngọc Hiển 9 bo.
cây tựa dài, mắt ghép rất là chắc luôn. Mình thấy cái mắt ghép của mình nó liền hẳn luôn đây. Đây. Cái thân, cái nhánh mắt ghép nó đi lên là lên là nó thêm nhánh. Rồi bắt đầu lên nó bung tựa ta từ từ lên. Mấy cây tựa dài này là em để là rau lâu lắm rồi nên mình thấy cái tựa nó dài, nhìn cái cây mình rất là vững chắc. Rồi cây hai màu, Ngọc Hiển với lại Liberty, màu vàng với lại màu hồng nha. 1.500.000. Số 8 là ra Safat, một dòng hoa 3 lớp màu hồng có chạy gân gân đỏ. Cái giống này là hoa chùm, hoa siêu rộ luôn. Ra Safat 10 bo, giá là 100.000. Cây mình vừa thay lá xong. Lá vừa thay xong, còn nhỏ là lá chưa trưởng thành nữa nè. Mà hoa thì ra là quá chừng luôn đây. Củ này là hoành củ cỡ 55 trở lên, giá 100.000, gấp 9 bo. Số 9 một giống hoa chuyển màu, tên là Nguyệt Tâm 7. Nguyệt Tâm 7 hoa 4 lớp nền vàng cam, nở vài ngày á, nó hấp thu ánh sáng nhiều thì nó sẽ chuyển qua màu hồng nha. Nó mới nở thì cái nền vàng cam sọc hồng. Giống này chuyển màu rất là mạnh, cây này cái tàn đẹp, tán tròn lắm. Tựa dài. Củ thì dạng củ tròn. Củ tròn mà nó kết nối nhiều cái tép xoay chung quanh vô nè. Cái củ này mình chơi gây sứ, nói chung cái củ hình này thì nhìn rất là đẹp. Củ nó đồng đều. Nè mình thấy nó phân ra từ tép mà cái mấy cái tép này nó đều đều nhau nữa. Hoành củ là 75 ghép 7 bo, giá là 600.000, Nguyệt Tâm 7. Ai thích hoa chuyển màu thì chọn giống này ha. 4 lớp từ nền vàng cam sọc hồng nó sẽ chuyển qua màu hồng. Số 10 thì cây ghép hai giống hai màu. Mình thấy cái nụ thực tế đây là của Quý Thắng, 3 lớp màu đỏ. Và cái nụ hồng đây là Kiều Diễm, 3 lớp màu hồng đậm viền trắng. Đây có hoa Kiều Diễm nó mới nó nở ra nè, này là do mưa nó hư rồi nè, mưa quá nó dập. Kiều Diễm là màu hồng đậm luôn, cánh viền trắng nha, hoa siêu rộ. Cây ghép hai màu, em ghép xoay chung quanh là màu hồng của Kiều Diễm, ở chính giữa là Quý Thắng màu đỏ. Củ thì dạng củ cơ bắp nè, hoành củ là 66, 350.000 ghép 10 bo. Tiếp 11 cây ghép hai màu cho mình nữa, củ này dạng hầm hố lắm luôn, hoành gốc là 69 nha. Ghép 7 bo, 450.000, ghép sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng. Đây sĩ thư 1 cây đang nụ, dường như trong video này là cây có hình hoa nở hoặc là nụ thực tế không nha. Sĩ thư 1, 3 lớp trắng viền hồng. Với lại đây là Nhật Hạ tím, 2 lớp màu tím đậm luôn. Mới nở ra thì tím đậm đen luôn, sọc đỏ, hoa thơm nhẹ nhẹ. Nó nở tầm 3-4 ngày thì cái nền tím của mình sẽ lem lem trắng lên, là thành một cái hoa, một cái bông hoa mà nó ra 3 màu luôn nha. Màu tím chủ đạo là nền tím, rồi đốm đốm trắng, đi sọc đỏ, hoa thơm. Rồi cây này mã số 11, 7 bo, 450.000, sĩ thư 1, với lại Nhật Hạ tím. Số 12 mình tham khảo cây Lucky, 3 lớp màu đỏ có sọc trắng. Lucky đang nụ như hình, củ thì dạng củ hình hơi quái quái, ghép 7 bo, 150.000. Ai yêu màu đỏ sọc trắng thì chọn giống này. Và tiếp 13 cây củ dạng hình quái nè. Mình thấy cái phần củ ở trong là cái củ tròn ha. Nó đi ở ngoài là một số rễ bự này, nó đi nó bao xung quanh cái cây của mình luôn. Cây này em ghép hai giống. Nguyệt Tâm 5. 4 lớp màu đỏ viền tím mà nở ra cỡ 3-4 ngày thì nó sẽ chuyển qua cái màu đỏ thôi nha. Cái dòng Nguyệt Tâm thì đa số là hoa chuyển màu. Với lại sĩ thư 1, 3 lớp màu trắng viền hồng, cây hai màu màu đỏ với màu trắng. 6 bo, 150.000. Đây cây hai màu có hai dòng hoa thực tế nha. Tiếp 14 là Dân Ngọc, 5 lớp đỏ viền trắng, Vân Ngọc. 6 bo, 150.000, Dân Ngọc là dạng củ tròn. Số 15 Zanda. Đây Zanda mới bung nhẹ ra, em lấy tay em gạn ra cho mình xem luôn nè. Hoa 5 cánh, nền màu đỏ, sọc vàng cam, hoa thơm, giống này siêu rộ. Zanda 6 bo, 150.000. Số 16 là Fit Love, một dòng hoa 4 lớp màu trắng viền hồng.
phía lớp đang nụ nè. Cây mình tựa khá là dài, mấy cây tựa dài này á thì mình đi hàng sẽ ổn nha. Còn cái tựa ngắn ngắn á, nhánh nó yếu, mình đi nó dễ, nó chỉ cần dao quẹt nhẹ là nó dễ bị rớt bo. Còn cái cây này tựa dài, để vườn em chăm sóc tốn chi phí, nhưng mà đổi lại á, đi hàng cho khách sẽ an toàn hơn. Rồi phít lớp, bốn lớp trắng viền hồng, mình thấy cái nụ thực tế bên ngoài này nha. Nè, cái khúc dưới đây trắng, ở trên nó viền hồng á. Trắng viền hồng. Cái cây này hình cũ gần 60 luôn, 6 bo 150 ngàn. Số 17. 17 là hoàng lan củ quái. Hoàng lan hoa 5 cánh màu vàng, có sọc trắng giữa cánh hoa. Hoàng lan tựa khá là dài, cây đang nụ như hình. Củ hình quái ghép 9 bo 200 ngàn. Số 18. Đun han 3 lớp màu vàng. Ai thích màu vàng sẫm luôn thì chọn cái giống đun han. Đun han 3 lớp màu vàng đậm, 3 giai đoạn màu cực kỳ bắt mắt luôn nha cả nhà. Nó mới nở thì màu vàng đậm, nở tầm 3-4 ngày thì nó sẽ chuyển qua cái cánh đó, ngoài rìa cánh vô nó phớt phớt hồng. Gần giai đoạn cuối á, của hoa gần tàn thì cái cánh nó sẽ màu hồng vô phân nửa luôn. Giờ đun han tựa. Đây, tàn xôm xuê luôn nha. Cây này thì em đã bo chỉnh tàn lại, em cắt giống ghép rồi em chỉnh tàn của mình lại luôn. Em làm tàn lại, nhìn tàn tròn, rất là đẹp. Củ dạng củ, thân trên thì củ tròn, ở dưới thì cái phần đế nó bè ra, này, nhìn cái dạng củ này rất là vững chắc, thế cây mình nó vững. Mã 18, 10 bo, đun han 150 ngàn. Tới 19. 19 là ghép long thành. Long thành 3 lớp màu đỏ. Long thành 3 lớp màu đỏ nha. Củ thì dạng củ quái nè, ghép 5 bo 130 ngàn. Có cái tựa này là cái tựa hoa nguyên liệu nè. Do mưa em chưa dám chích nó ra để còn dính đó. Long thành củ quái, hoành củ cỡ 55 trở lên, 130 ngàn 5 bo. Tiếp 20. 20 là đến cây này là có tên là lưỡng nghi. Hoa 5 cánh. Nền của nó là nền, cái nền thì đỏ mà sọc vàng giữa cánh hoa nha. Lưỡng nghi ghép 8 bo 110 ngàn. 21, cây hai giống. Thần tài 5 cánh màu đỏ. Với lại mình thấy cái lá xanh có gân màu tím tím đây là phương lam năm, hoa 3 lớp màu tím sọc hồng, nở tầm 4 ngày cái hoa nó sẽ chuyển qua màu hồng. Cây mình dạng củ, mặt này thì là củ tròn mà nó phân ra nhiều muối nè ha. Còn mặt sau là một cái hình thể khác. Cây này hoành gốc nó 64, ghép 6 bo, 2 màu, thần tài màu đỏ, phương lam năm, màu tím sọc hồng. Cây này thì ghép chiếm ưu thế màu đỏ của thần tài nhiều. Ghép 6 bo mà có 2 bo phương lam, 4 bo thần tài, 250 ngàn, hoành gốc là 64. Số 22, 22 là phương lam 23. Một dòng hoa 3 lớp màu vàng. Đây có hoa nở, một hoa thực tế cho mình luôn. Hoa 3 lớp màu vàng nha, mới nở là vàng đậm. Nó nở tầm 2-3 ngày, nó hấp thu ánh sáng vô đủ á, là cái hoa mình là cái cánh hoa nó sẽ viền viền màu hồng. Đến giai đoạn cuối á, thì là nó sẽ hồng đậm, có cái sọc vàng giữa cánh á. 3 giai đoạn màu rất là nét luôn. Cây mình tàn tròn. Củ thì củ tròn mà nó phân ra nhiều tép, dạng củ cơ bắp, hoành gốc 70. Cái củ này dạng củ đứng nha cả nhà. Củ đứng mà cây này hổm em đi bị hàng bơm nè, cái em quay đầu về nó bị nghiêng nghiêng, chứ củ này trồng đúng là cái thế nó đứng. Nghiêng nó chưa có vô cho ấy lại để. Củ này thì củ tròn dạng dáng đứng nha, chứ không phải là tại cái cây này để nó hơi bị nghiêng vậy. Mã 22, 6 bo 500 ngàn. Hoành gốc 70. Rồi, hôm nay vườn em giới thiệu cho mình tham khảo là 22 cây ha. Cô chú và anh chị mình xem, nếu thấy yêu thích cây nào muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn thì cứ gọi theo số máy là 0981813055. Khách mua một lượt 10 cây, em tặng cho mình một cây làm quà. Và địa chỉ vườn em là ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ. Thank you.